Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một video. Mình sẽ test một số phần mềm máy tính và qua đấy mình sẽ hướng dẫn các bạn chọn máy tính dành cho dân kỹ thuật và cụ thể là dân trong ngành điện. Thì để có một cái máy mà mình dùng hiệu quả thì mình phải kết hợp được rất nhiều thứ chứ không chỉ đơn thuần là chip, RAM hoặc là các cái phần cứng. Với cái số tiền mà trong khả năng của mình sẽ có một con máy mà dùng rất ok, đáp ứng tốt các cái yêu cầu, các cái giá trị công nghệ mà mình cần sử dụng. Ở đây thì mình có một con máy, cái cấu hình của nó thì cũng bình thường, không phải là cấu hình cao hoặc là con máy đắt tiền, nhưng ở đây là con máy mình sẽ có một số thay đổi về phần cứng so với cái máy nguyên bản. Đối với dân điện mình thì thường đối với các bạn học về tự động hóa về điện thì ra đi làm thì công việc cũng phần mềm giống nhau và các cái phần mềm sử dụng thì nó tương tự như nhau, không có khác biệt nhiều. Nếu các bạn làm thiết kế thì các cái phần mềm đồ họa trong ngành điện thì nó không dùng nhiều, chủ yếu là AutoCAD để vẽ shop điện hoặc là một số nền điện chuyên dụng, hoặc là nếu các bạn nào layout tủ điện dùng 3D thường sẽ dùng SolidWorks và Inventor thì những phần mềm đấy sẽ nặng, hoặc là các phần mềm như hiện nay các bạn cũng đang biết đấy là Theoporter thì cái phần mềm này nó cài nó cũng nặng mà khi chạy thì nó cũng rất là trâu. Đây mình sẽ review qua cái cấu hình của máy cho các bạn xem. Đây là con máy cấu hình bình thường thôi và máy này thì không có cạc màn hình, không có cạc rời, chỉ cạc con bo thôi. Máy này là máy xách tay hàng ở bên Mỹ và máy này sẽ có cái đầu đặc biệt. Các bạn lưu ý là khi mà mình chọn chip, đối với chọn chip, chip ở đây là chip cầu i5 và 320 x 2.6 thì các bạn biết đối với cái dòng máy mới đa phần là sẽ có cái đoạn chip đuôi chữ U, kể cả chip đi máy thì cái đoạn chip đuôi U đấy là thông thường sẽ dùng cho dòng Ultrabook, là những cái dòng công việc của máy giải trí, đặc biệt là chip GPU sẽ tiết kiệm điện và sẽ không gây nóng máy, nhưng mà chip GPU thì hiệu suất không cao. Kể cả xung nhịp các bạn mua một con i7 cỡ khoảng 2.6 xung nhịp 2.7 thì nó cũng chỉ tương đương với một con i5 chip mà đời sau, vì cái dòng M này sẽ là hiệu suất của nó cũng tương đối, nó các bạn không thể so đối với cái dòng chip chuyên dụng cho các cái máy workstation hoặc là gaming
nó có chip HQ hoặc là chip MQ, đấy là các cái dòng chip hiệu suất cực cao. Đây mình chỉ so sánh giữa hai cái dòng chip cấu hình bình thường thôi, tầm tiền nó cũng vừa phù hợp với các bạn. Thì đặc điểm là chip đuôi U thì nó xử lý các cái tác vụ đơn nhận thì có thể nó rất là nhanh, nhưng khi vào đa nhận thì nó cực kỳ là ì ạch, chạy như công nông. Còn các cái chip như chip RM thì nó xử lý đa nhận rất là tốt. Khi đấy các bạn làm việc, mình mở nhiều phần mềm lên thao tác thì nó cũng xử lý. Vì khi mình làm việc mình kết hợp giữa rất nhiều phần mềm với nhau, ví dụ như là vừa mở bản vẽ, vừa mở file Excel, phần danh sách, vừa mở cả phần mềm lập trình. Bạn ý là chip thì nó cũng chỉ là một phần thôi. Khi mà mình thao tác một phần mềm thì các bạn biết là phần mềm mình sẽ cài lên C. Phần mềm khi mình cài đặt thì tất cả các dữ liệu của nó sẽ nằm ở bộ C, và khi đấy thì sao, nó liên quan gì đến ổ cứng? Đấy là khi mà mình thao tác bất kỳ một cái hành động nào thì nó cũng truy cập vào phần mềm, và cái phần mềm này nó nằm trong ổ C, cho nên là tất cả các dữ liệu truy cập ra vào nó sẽ truy cập vào ổ cứng. Khi đấy thì cái tốc độ của ổ cứng nó sẽ quyết định cái độ nhanh chậm của phần mềm. Nên là khi mà mình biết kết hợp giữa ổ cứng và chip thì cái phần mềm mình sẽ xử lý được tốt. Cũng tương tự, nhưng mà ví dụ như các bạn sử dụng card đồ họa thì nó sẽ liên quan đến màn hình, nghĩa là nó sẽ hiển thị các cái thông tin ở trong shop lên phần mềm, lên màn hình. RAM nó chỉ là một phần. RAM để lưu các cái giá trị tạm thời thôi. Ví dụ ở đây mình có 8 GB thì mình đang chạy phần mềm qua màn hình này, và nó đã lên gần 3 GB rồi, nhưng là phần mềm qua màn hình rất là nặng. Còn đây là các cái tác vụ mà nó đã xử lý, đang xử lý. Đây là ở mức trung bình, và không phải là mình ép nó xuống thấp, mà các cái tác vụ này là bình thường so với các cái máy rất là bình thường. Nếu mà so với máy mà mới cài Win Meeting thì nó sẽ nặng hơn rất là nhiều. Đây của xe mình là 128 GB, mình cài phần mềm hết 80 GB, còn cái phần của xe thì mình sẽ không lưu bất cứ cái gì cả. Đây là bộ 320 GB mình sẽ lưu dữ liệu. Phần ổ cứng mình sẽ tách ra làm hai ổ riêng biệt chứ không phải là hai phân vùng. Đây là ổ SSD. Đây là ổ HDD bình thường. Giờ thì mình sẽ bật từ khử phần này sẽ chạy. Đây có mấy bạn kia là giờ có kiểu ghê gớm, mình sẽ bật mình chạy cho bạn xem. Lên hot 4G luôn.
mình sẽ tạo một cái mới. Các bạn chú ý là cái phần mềm virus thì mình chẳng cần cài gì. Windows của mình thì luôn luôn là mình update, lúc nào mình cũng update. Và cái bản Win mình bây giờ đang cập nhật các cái phần gần như là mới rồi. Ở đây mình sẽ vừa chạy mô phỏng và vừa chạy kết nối với DLC thật, bởi vì sau khi mà chạy mô phỏng là nó sẽ vừa chạy phần mềm lập trình và vừa chạy phần mềm mô phỏng, khi đấy nó sẽ tốn rất nhiều, máy sẽ rất là nặng. Các bạn lý phần RAM này nó lên hơn 4 GB, hơn hiện tại là đang 15,3 GB, nhưng mà máy nếu các bạn dùng máy 4 GB thì vẫn chạy bình thường. Tại sao? Khi mà mình lắp RAM 4 GB thì nó sẽ cấu hình máy nó sẽ tự động điều chỉnh cái RAM cho nó phù hợp. Đây mình bật cái két lên mình chạy luôn. Két đang dùng bản 2015, cũng không phải là bản mới nhất nhưng mà nó tương đối nặng. Nếu các bạn dùng 2007 thì sẽ nhẹ hơn nhiều. Sẽ tìm một bản vẽ máy mình thì không có cả màn hình nhưng mà xử lý không có cả rời, chỉ cả onboard cả Intel HD thôi, nhưng mà vẫn vẽ két rất là bình thường. Đây là 2D nhưng mà mình view 3D thì mình sẽ view rất là bình thường thôi.
là mình quay sang phần lập trình. Mình sẽ test thử một chương trình. Cái nhất khi lắp RAM các bạn mà dùng 8GB thì sẽ tốt nhất là dùng hai thanh 4GB, chạy sẽ tối ưu hơn là dùng một thanh 8GB. Đây là M0.0.
đến tiết mục là mình sẽ kết nối lên PLC thật. Đây mình đang kết chương trình gọi chung nha. Các bạn thấy là thiết bị nó đang hoạt động. Sẽ mở một file có cả giao diện đồ họa trong phần lập trình.
xung đột giữa phần mềm. Mở rất nhiều phần mềm cùng một lúc. Làm một cái thì sẽ thường hay các bạn sẽ tổ hợp như này.
chạy nhanh thì mình có thể vào đây tắt bớt các tác vụ mà không cần thiết. Các bạn để ý là ở cái vùng những tác vụ ở trên cùng thì mình sẽ không thể tắt được. Mình có thể điều chỉnh các cái tác vụ user. Ví dụ như cái AutoCAD mình tắt rồi đi. Các bạn để ý là CPU cũng nhớ này. Đấy. Khi mình cài xi măng nó sẽ chạy ngầm rất là nhiều. Xi măng đây, xi măng đây nữa. Tìm về cái phần cứng cạnh màn hình là Intel HD 4000 RAM 18GB 200 DDR3 view qua các phần mềm mình cài. Router, Siemens là rất nhiều. TI-V14, Sim, MicroWin, Logo V7, Logo V8. Trước có cả Photoshop vừa mới gỡ Photoshop rồi. CAD sẽ có cả CAD thường và CAD điện hai phần mềm. CAD library của Schneider. Và mình sẽ có một cái phần mềm này. Phần mềm này thì cho phép là mình quản lý các cái cài đặt mà
và trong này mình gỡ thì nó sẽ gỡ được tạm gốc, gỡ được hết. Và ở đây có một số các cái công cụ mà mình quản lý máy tính, quản lý khởi động. Trong này mình sẽ bật được các cái phần mềm để cho phép nó có khởi động cùng Win hay không. Đấy, các bạn có thể vào đây quản lý thêm hoặc là bớt. Là dọn cái pin cũ, trình duyệt Office, dọn dẹp Win. Thì thoảng các bạn dùng máy tính thì các bạn vào trong này làm số các công việc, dọn sạch ổ cứng các cái vùng nhớ. Khi mình reset máy thì thông thường nó chỉ xóa một số cái bộ nhớ tạm thôi. Chào mọi người, bạn nào có thắc mắc gì thì mình sẽ hỗ trợ. Thì các bạn mua máy thì bây giờ tầm tiền 15 triệu, 45 triệu là máy. Mà các bạn mua máy mới thì thông thường sẽ chỉ có chip U mà thôi. Nếu đầu tư khoảng tầm 17 triệu thì sẽ có chip HQ, chip MQ cộng với cả màn hình RGB. Nếu không thì các bạn có thể mua máy xách tay lên từ 12 14 triệu, các cái dòng Mobile Boot Station thì nó cũng xử lý tương đối tốt. Chip i3 i5 là i7, nhưng quan trọng các bạn phải để ý là chip 4 số trở lên thì nó sẽ khỏe hơn chip đời đầu 3 số. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.